một giáo viên chủ nhiệm lớp 12, trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Diệu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh bị đình chỉ vì yêu cầu 6 học sinh đánh một bạn đi học muộn. Ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Diệu vừa cho biết, cô D, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 bị đình chỉ giảng dạy từ ngày 17 tháng 5. Trước đó, sự việc xảy ra vào ngày 13 tháng 5, học sinh K đi muộn trong tiết 2, khiến lớp không kiểm dò được hồ sơ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Cô D là giáo viên chủ nhiệm của lớp đã yêu cầu các học sinh trong tổ lấy thước đánh vào mông em K. Khi biết được sự việc, phụ huynh của em K đã lên gặp ban giám hiệu nhà trường để phản ánh. Do gia đình cô D có việc ngoài ý muốn nên sáng 16 tháng 5, nhà trường mới làm việc với cô D. Tại buổi làm việc, cô D nhìn nhận hành vi của mình là sai. Nhà trường đã yêu cầu cô D làm bản tường trình. Trên cơ sở đó, sẽ xem xét áp dụng các hình thức xử lý đối với cô D theo đúng với các quy định của pháp luật.